Alo, các vị có nghe không? Tôi sợ tôi quên, cho nên tôi viết cái chữ này trước nha. Tôi viết cái chữ này trước rồi lát nữa có tôi nhắc có gì lấy trở lại dùm. Cái chữ Viraga, Viraga là ly tham. Cái chữ này là nhuộm màu. Mà chỉ từ cái chỗ đó, đó chỉ có lúc chỉ biết ra cái đó, nó có nghĩa là chữ ra cái tiếng Pali chữ tham á, tham có nhiều từ là ái nhiễm, nhiễm là nhuộm á, tanh ha là khát ái, bây giờ tanh ha là khát nước nha. Đó, cái chữ này các vị phải ghi cho nó nhớ rõ nha. Nghe nói ái nhiễm thì chỉ nhiễm này có nghĩa là nhuộm, mà nó từ cái tiếng Pali là ra gác, ra gác có nghĩa là nhuộm. Nhưng nghĩa là cái tâm mà lúc tham đó thì được gọi là ái nhiễm, cái tâm nó đang bị nhuộm. Còn cái tâm hai là khác ái thì cái chữ tâm hai là khác nước ha, khác nước cũng nhớ gì. Tuy nhiên có cái tuy nhiên bị mệt này. Tuy nhiên trong cái phẩm này một lát nữa mình sẽ học tới, nó có một cái chữ, nó có cái chữ là các pháp từng điều trong duyên khởi, từng điều trong duyên khởi nó là vi ra gác thầm ma. Thì cái vi ra gác ở đây đó, vi ra gác ở đây được giải thích bằng hai chữ đồng nghĩa là sự nhạt nhòa, mau phai, mong manh và chữ Pajlucchanaka nghĩa là biến dị, cũng nghĩa là phân hủy, băng hoại. Đó, nhớ nha. Cho nên là không phải lúc nào mình cũng cấm đầu cấm cổ, mình thấy cái chữ vi ra gá mình chỉ là ly tham là chết nha. Bởi vì nhớ nè, vi ra gá đây có nghĩa là nhuộm màu, mà vi ra chanh nó cá nó có nghĩa là nhạt nhòa nha, là mau phai. Cho nên giả sử như chúng ta phải làm thơ, phải viết nhạc bằng viết Pali đó, thì cái chữ Virachanaka này là chỉ cho cái gì nó nhạt nhòa, nó mau phai. Kiểu mà đá nát vàng phai thì ở đây mình vẫn xài chữ Virachanaka, nhớ nha, nhớ. Và cái chữ đó, đó là dùng cái thuật Atthakatha, rồi các ngài mới sợ là mình không có thấm, mình không có hiểu nhiều, các ngài mới cho thêm một cái chữ đồng nghĩa nữa là chữ Palucchanaka. À, Palucchanaka là cái chữ này nè, nó lại tạo từ cái căn luch, tạo ra hai chữ khác là chữ Paluka và Luka. Chữ Luka mình hiểu là thế gian đó ha, thế gian. Cái chữ Luka, chữ Luka mình hiểu nó nhiều nghĩa lắm, nó nghĩa là thế gian, thế giới, nó nghĩa là cuộc đời, cõi đời. Còn chỉ có lưu cá nó có nghĩa là sự tàn phá, sự tàn phá. Thì vô mình thì ở đó tôi giật mình, tôi nhìn vô cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, tôi thấy cái chỗ mà người nói là ở đây các pháp từng chi từng điều ở trong 12 duyên khởi nó đều là những cái pháp quay ra thầm vi ra cái thầm quay ra thầm. Thì sao tôi thấy sao chỗ đó này dịch là pháp ly tham, tôi nói chết rồi, chết tiêu rồi đó, giờ sao mình không đi chỗ đó, cái chỗ đó không phải là ly tham. Chỉ biết ra gá nó có nghĩa là ly tham, nhưng mà dùng ở một cái chỗ nào khác kìa, nhưng mà chỗ này nè thì nó có nghĩa là nhạt nhòa, là mau phai, là vô thường, là phân hủy, là băng hoại, là biến dị. Ví dụ như cái xác người, những cái xác người hoặc là cái trái cây chín mình để lâu quá thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là vi ra cái tình trạng vàng hóa tiêu hủy nha. Rồi bây giờ thì mình trở lại cái kinh, tại kinh mà mình đang học gian dở.
Sáng lắm là mình học cái bài kinh chi ta, kinh Mô Lý Giá học rồi. Bây giờ sáng nay là mình học cái bài kinh Sa Môn Bà La Môn. Kinh Sa Môn Bà La Môn là Samana Brahmana Sutta. Kinh Sa Môn Bà La Môn. Thì bây giờ tôi xin hỏi bà con mình vậy chứ, ghi lời giải thích của tôi mà trong 12 duyên khởi bữa nay quý vị còn nhớ hay không, hay là quý vị chỉ ghé qua chỉ nghe cho vui thôi? Nếu mà còn nhớ thì tôi mới rồi. Thì khi mà hiểu được cái giáo lý duyên khởi như vậy đó đó, thì mình mới học tiếp bài kinh này được. Thì trong bài kinh này đó, nội dung kinh này Đức Phật xác định không ai có thể trở thành thánh nhân, giải thoát sinh tử mà lại không hiểu được nguyên lý duyên khởi hạnh. Nội dung nguyên mình kinh này chỉ vậy thôi. Là nội dung kinh này nó ngài xác định là không ai có thể trở thành thánh nhân. Đã. Không ai có thể trở thành thánh nhân mà giải thoát sanh tử mà lại không hiểu được lý duyên khởi. Cho dầu đó là một cái vị cư sĩ ít học, không có biết nhiều về giáo lý, nhưng mà một khi mà vị đó mà chứng quả A-la-hán thì bắt buộc vị đó phải hiểu phải hiểu một cách đại khái nhưng mà chính xác ha. Và cái hiểu đó phải đi ra từ cái sự thân chứng, từ cái sự thể nghiệm, từ cái sự thấm thía, từ cái sự tiêu hóa của bản thân. Chứ cái thấm thía, cái hiểu biết đó tuyệt đối không thể nào mà 100% mà dựa vào những gì mình nghe, mình đọc được từ người khác. Cái chuyện này không thể được. Là vì sao? Là bởi vì cái đặc điểm của thánh trí là samdhittikho, là tự mình, tự mình. Không biết có cái chuyện này tôi nói bao nhiêu lần với bà con còn nhớ hay không. Đó là cái trí văn ấy, là những gì mình nghe, những gì mình biết được từ cái chuyện nghe nè, mình đọc nè, mình thấy ở đâu đó, đó thì gọi là trí văn. Còn cái trí tư ấy là cái trí mà có được từ cái sự thấm thía, từ cái sự tiêu hóa riêng tư của mình. Tư nghĩa là suy nghĩ đó, trầm tư đó. Nhưng mà riêng về cái trí tu thì không, cái trí tu thì không có thể hiểu như cái kiểu trí văn và trí tư được. Trí văn có nghĩa là chỉ chụp hình thôi, trí văn là chụp hình, chụp hình. Và trí văn đó là tôi biết là trí văn chỉ là photo hay là chụp hình hay là bỏ vào miệng đó, nó giống như vậy đó. Nó giống như một cái văn kiện, hay là một văn kiện mà mình chỉ chụp hình một photo thôi, hoặc là một giống như một món ăn mà mới bỏ vào miệng thôi. Còn cái trí tư á thì nó giống như là thức ăn đã vừa nuốt vào bụng chờ tiêu hóa. Còn cái trí tu á là cái giai đoạn mà các cái dưỡng tố đã đi vào máu xương. Cái giai đoạn là các cái dưỡng tố đã đi vào máu xương. Thì tôi nói hoài, cái biết ấy, mà từ hai trí văn tư ấy, có thể được tái hiện mọi lúc. Riêng cái trí tu ấy, chỉ ở thánh nhân mới được vậy. Còn ở phàm phu á thì duyên đủ mới có. Và phó
thoáng qua rồi mất. Cái mập vậy đó. Tức là trong một ngày như vậy, một tháng như vậy, một năm như vậy, chưa chắc nó xuất hiện được một lần. Cho nên nó gần, mà nó phải đủ duyên, nó mới duyên nên là ba la mật á, duyên nên là ba la mật đời trước rồi cộng với cái sự nỗ lực của hiện tại. Rồi cái điều đấy thứ hai đó là thoáng qua rồi mất, có nghĩa là nó có đó rồi mất tiêu. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, biết bà con còn nhớ không, tức là có những cái lúc mà nó thấm thía một cách lạ lùng. Tức là lúc đó là có thể nói là những cái người mà nó là họ mắt lạnh, họ nổi da gà, họ lạnh xương sống gì đó là lúc đó đó. Nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là ngay lúc đó nó qua rồi thì thôi. Có những lúc nó thấm thía lạ lùng như vậy đó. Thì ví dụ như là hành giả chợt nhận ra là thì ra là ngay trong cái cảm giác này nè, ngay trong lúc hồi nãy mình vừa nhìn thấy cái đó, nãy cái lúc mà mình vừa nghe được cái đó, nãy mình vừa ngửi được cái mùi đó, lúc đó nó ngay lúc đó mình thấy rõ ràng á, đây là đúng rồi, cái này là nhân nè, cái này là quả sinh tử nè, cái này là nhân sinh tử rõ ràng nè. Tức là 12 duyên khởi nó hợp mặt ngay cái chỗ đó nè, bốn đế nó nằm ngay chỗ đó nè. Ngay cái chỗ đó đó. Nhưng mà đó mất. Sau đó có nhớ lại thì cũng nhớ là bằng cái hồi ức nhớ là bằng trí tư, chứ nó không có được cái thấm thía giống như là cái lúc kia nữa. Mà cái đó nó có nhiều cấp nhé. Cái cấp thấp á thì nó chỉ thoáng qua là mất. Rồi còn cái cấp cao á, cấp cao hơn nữa đó thì nó có thể nó trở thành một cái thứ thiền tuệ gì đó. Rồi cao hơn nữa đó, sự dĩ tôi xài cái điểm gì đó đây có nghĩa là tùy người. Có người nói là cái sanh diệt tuệ, hay là cái tuệ chán nản, hay là tuệ sợ hãi, hay là cái tuệ lãnh đạm. Có người cái chỗ đó họ đắc sơ nhị tam tứ quả tùy. Nhưng có người thì cái chỗ đó nó chỉ thoáng qua rồi thôi. Mà cái thoáng qua này đó, nó có thể nó kéo dài trong một vài giây, một hai phút, nó gọi là thoáng qua. Thì tôi trở lại bài kinh, Đức Phật xác định rằng là không từng có và cũng sẽ không bao giờ có việc, không từng có và cũng sẽ không bao giờ có việc một vị sa môn và la môn, một cá nhân nào đó lại có thể trở thành thánh nhân và giải thoát sanh tử, đoạn trừ phiền não mà lại hoàn toàn mù tịch, không biết gì về 12 duyên khởi, thì chuyện này không hề có. Là vì sao? Là vì dòng sanh tử nó giống như một khu rừng. Anh muốn ra khỏi khu rừng, nó ít ra anh cũng phải có cái khái niệm. Anh biết một số chuyện quan trọng. Thứ nhất là cái mặt mũi khu rừng nó ra làm sao. Chỉ còn anh không thể nào mà anh đi ra khỏi cái rừng đó mà người ta hỏi anh là anh ở đâu, anh tới đây. Anh biết là tôi không biết đó. Tự nhiên tôi nhớ ở chỗ dễ sợ lắm rồi, cái bây giờ tôi có mặt ở đây. Tôi chỉ nhớ mơ hồ tôi từng ở trong một chỗ dễ sợ lắm. Rồi hỏi dễ sợ là sao đó tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ là tôi ở chỗ dễ sợ lắm. Rồi bây giờ tôi đang đứng ở đây trước mặt ông đây. Thì cái chuyện đó là chuyện không có. Cái đó là chỉ có thằng bà trợn mới nói vậy thôi. Nó phải biết nó từ đâu nó ra chứ. Nó nói là tôi từ trong tù tôi ra. Tôi từ ở trong rừng già nguy hiểm lắm đó. Tôi đi ra đây. Gọi là tôi vừa trở về từ một cái chuyến đi biển cực kỳ nguy hiểm, mạo hiểm. Đó, ít ra mình phải biết. Rồi cái biển nó ra làm sao, cái rừng ra làm sao, mình phải biết một cách đại khái chứ không bao giờ có chuyện mà mình mù tịch. Mình không biết là mình tự trong rừng mình mới ra, tự trong tù mình mới ra, tự trong bệnh viện, tự trong phòng mổ mình mới ra, mình không biết gì hết. Cái chuyện đó vậy không có. Vì nó phải biết rõ. Còn cái rõ ở mức độ nào thì tùy cá nhân nó ba la mật tới đâu, trí tuệ tới đâu nha. Nhưng mà nói rằng mù tịch, tôi không biết rằng là từ đâu tôi ra đây đó thì không được. Chỉ nói chuyện dứt khoát không có. Cho nên ở đây ngài mới nói rõ rằng là bất cứ một sa môn bà la môn nào mà được là trở thành thánh nhân và trời đoạn trừ phiền não, chấm dứt sinh tử thì dứt khoát là phải biết qua 12 duyên khởi này. Còn bên Bắc Tông thì họ nói là thinh văn ấy là do hiểu được bốn đế mà thành thánh. Còn duyên giác hay là độc giác, tức là bích chi Phật ấy, thì thành thánh là nhà hiểu được 12 duyên khởi. Thì đó là bên kia họ nói nha. Thì Phật tử mà đi học bên Bắc Tông thì họ bị hoang mang cái chỗ là thế là lạ, chứ lý do là họ không được học kỹ cái tứ đế nó là cái gì và 12 duyên khởi nó là cái gì. Và tôi cũng tới bây giờ tôi hoang mang là tôi không biết
là cái định nghĩa của tôi về vô minh trong tứ đế bữa nay trong rồi mình còn nhớ hay không? Đó, nó khổ vậy đó. Từ đầu cái khóa học tôi đã nói rồi, tôi đã nhớ nha, cái định nghĩa này quan trọng lắm nha. Tại vì mình không thể nào mình là người Phật tử, mình nói mình tu giải thoát mà mình chẳng biết bốn đế là cái gì. Mà ai hỏi hỏi âm mà nói âm ma âm mớ à, cái nó mới nhục. Mình là Phật tử mà ta hỏi bốn đế là gì mà cứ âm ma âm mớ nói thì không có tới. Mình chỉ cần biết cái đầu tiên thôi, khổ đế là gì, mọi hiện hữu là khổ. Thì chỉ cái khổ đế này không á, là mình thấy nó là một phần, nó là một nửa của giáo lý duyên khởi rồi. Rồi cái thứ hai, tập đế là gì? À, tập đế chính là cái tất cả những niềm đam mê nó là nguồn khổ, thì đó gọi là tập đế. Thì chỉ cái khổ đế và tập đế này thì nó là toàn bộ cái 12 duyên khởi theo chiều xuôi. Còn cái chuyện nghịch là sao? Chuyện nghịch tức là diệt và đạo đế. Hễ mà mình vô minh diệt cái thì hành diệt, mà hành diệt cái thì thức diệt, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh sầu bi khổ não mất sạch, thì đó gọi là duyên khởi và theo chiều ngược. Thì như vậy thì hai cái đầu á, nó cái khổ và tập á, nó là duyên khởi chiều xuôi, còn hai cái sau là nó chiều ngược, chỉ vậy thôi. Cho nên cái giáo lý tứ đế nó không thể nào nó tách rời cái giáo lý về hai duyên khởi, chỉ vậy đó mà không chịu học giáo lý, cứ lơ mơ nhìn tôi biết tôi nói là chúng chửi mà không thể không nói hả. Có nhiều khi mình phải để cho người ta chửi mình hả? Tôi nhìn lễ rạc mà dân nghi rồi tôi thấy bà con mình rần cái tôi mới xin trực nhớ một câu dinh hôn là bên tây có câu thế này, nó từng ngày ấy, từng ngày mỗi ngày trên thế giới này cái tiền bạc mồ hôi và thời gian mà người ta đổ ra đó cho cái chuyện mà cấp thiết đó, nó ít hơn là cho cái chuyện mà người ta thích. Nếu bà con hiểu chứ cấp thiết, cấp thiết là cần thiết của cách ghi gớm, là cấp là gì, cấp là gấp, cấp là nhanh á, giống như cấp cứu vậy đó. Cấp thiết có nghĩa là cần thiết một cách khẩn cấp, gọi là cấp thiết. Thì phải nói đó, đi chùa tốt, làm phước tốt, phục vụ nghe pháp học đạo tốt lắm, nhưng mà phải nói đó, là cái chuyện học đạo là chuyện quan trọng nhất. Cái nào cũng tốt hết, tôi kể ra hết nói cái nào cũng tốt, nhưng phải nói là tôi thấy đó, thì cái Phật tử mà tập trung nữa mà đi chùa lễ lại cầu nguyện rồi đó thì tôi thấy hơi nhiều. Có những cái chuyện nó là lạ, thế như mình thấy thích thì làm, không thì nghĩ chuyện xa xôi. Ví dụ như là bao nhiêu năm đi chùa mà giáo lý không chịu học, cứ chờ được làm phước thôi, rồi tới một lúc nào đó bị sốc một cái chuyện gì đó bỏ đạo. Mà cái đó tôi là ông thầy chùa từ nhỏ, tôi biết chuyện đó nhiều lắm. Giáo lý không chịu học, khi mà Phật, hình ảnh Đức Phật á, chưa có đi vào trong óc của mình ý, thì mình rất là dễ lìa bỏ ngài. Tôi phải nói rõ là rất là dễ lìa bỏ. Tôi nói rõ nha, chuyện nam nữ ngoài đời mình dễ lấy yêu nhau, dễ cưới nhau thì dễ bỏ nhau. Mình phải hiểu nhau đến cái mức độ nào đó, tìm hiểu nhau đến mức độ nào đó rồi mới cưới nhau. Mà vì hiểu nhau quá rõ cho nên không có dễ dàng bị thất vọng về nhau. Thì tôi đã biết rõ về anh quá rồi, mà tôi thấy được rồi tôi mới lấy. Mà dầu cho mai này người ta có cục tai cục chân đuôi mù sức mẻ, mình vẫn tiếp tục thương vì con người này mình đã quá hiểu rồi. Mình trân quý cái bên ngoài và cả bên trong của người đó. Còn cái kiểu mà cái tình là tình một đêm, cái kiểu mà tình là tình lớt lớt, cái tình là tình qua đường, nổi hứng mà cưới, rồi nổi hứng mà đi về với nhau, sống thử trong một mái nhà đó, ăn cơm trước kẽn, gấp gạo thổi chung, rồi thí dụ cái kiểu mà gấp vội vàng đó, cái kiểu đó bỏ cho rất là dễ. Là bởi vì mình chẳng hiểu gì về đối phương hết. Chỉ cần đối phương bây giờ nó nằm bệnh liệt giường đó là mình thấy ngán rồi. Cái vị có biết, cái vị biết mà. Một con người giàu đẹp cách mấy, duyên dáng cách mấy, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, xuất sắc tuyệt vời cách mấy, mà chỉ cần nó nằm liệt giường trong vòng 3 tháng thôi ha. Nó hôi hám, tóc tai thì rũ rượi, sụt cân, xanh lè, ăn nói thì khó ưa, làm sao dễ ưa được. Nằm 3 tháng mà, nó bực dọc. Mình mấy thì hôi hám, đâu có tắm rửa thường được.
tóc tai thì bù xù rụng rớt tả tơi. Thì thử hỏi lúc mình còn thương nhau được nữa hay không. Hãy thương một người ở đến cái mức mà người đó ra sao mình cũng thương được, thì cái đó mới gọi là tình yêu. Thì trong tôn giáo cũng y chang như vậy đó. Đối với Tam Bảo, mình phải có học hỏi giáo lý, mình hiểu biết giáo lý. Thì lỡ mai này mà mình có bị sốc bởi một cá nhân tăng ni nào đó, một cá nhân Phật tử nào đó, mình vẫn không có bỏ đạo là vì mình đã hiểu đạo mình quá rồi nha. Còn cái kiểu mà lơ mơ đó, ầu ơ ví dầu đó hả, thì cái thứ đó dễ bỏ đạo. Và tôi đã gặp người như vậy cũng không ít nha. Có nghĩa là vì bất mãn chuyện gì đó. Chẳng hạn như có người đó là sau khi ngày Hậu Tông tịch, ngày Giới Nghiêm tịch, họ không có đi chùa thường xuyên nữa, là vì đối với họ đó thì chỉ có một sư phụ đó thôi. Bây giờ sư phụ đã đi rồi thì họ không còn tha thiết với đạo nữa, họ ở nhà tu tại gia. Nghe cái chữ tu tại gia thì hàng ngày cũng sang sang đó, nhưng mà thật ra đó là một thứ dễ vui nha, là buông rồi đó, buông rồi đó. Lâu lâu có dịp thì nổ, tôi đó tôi quy y với ngày này ngày kia, nhưng mà thật ra đó cái quốc không giáo lý nào. Cho nên tôi nhắc lại ở đây, dầu mình có là tự xưng là Sa Môn, Bà La Môn thì đi nữa, nhưng mà không thể nào mù tịch dốt đặt về 12 duyên khởi mà lại có thể trở thành thánh nha. Bài kinh tiếp theo cũng y chang như vậy. Đức Phật dạy rằng không thể nào có chuyện một người được gọi là thánh nhân hoặc là tự nhận là thánh nhân. Ở đây có hai hạng: tự nhận hoặc là được gọi là thánh nhân, được xác nhận là thánh nhân, mà lại mù tịch giáo lý duyên khởi. Và tôi nhắc lại một lần nữa, giáo lý duyên khởi phải được hiểu theo cách đồng bộ, chứ không thể hiểu theo một hình thức chiều dọc từng cái rời rạc nha. Thế giờ mình ngồi tưởng tượng cái kiểu mà giáo lý duyên khởi hiểu theo kiểu này nè: do có vô minh, cái hậu do không hiểu bốn đế, cái người ta tạo ra ba hành. Có người thì cái khả năng của họ là chỉ có tạo ra cái bất thiện thôi, thì có người khá hơn chút là tạo ra cái thiện dục giới, sắc giới, hoặc là thiện vô sắc giới đó. Rồi cái có cái hành này, cái tự nhiên cái từ ba nghiệp thì nó mới tạo ra thức tái tục, rồi gọi là tạo ra 32 tâm quả hiệp thế. Rồi từ cái thức tái tục nó mới tạo ra cái danh sắc, cái thời buổi đầu đời. Rồi từ cái bữa đó nó mới ra cái lục nhập, nên có lục nhập, có cái xúc. Mình hiểu cái đó, hiểu cái kiểu con vẹt, con sáo, con nhầm, con cớm nha. Mà mình phải hiểu rằng trong một phút sống của mình nó có đủ trong đó hết, phải hiểu như vậy. Thì tôi nói không biết còn nhớ không, thì khi mình nhìn cái gì đó thì cái nhìn đó, đó là lục nhập đó. Cái nhìn đó là lục nhập, bên lục nhập là sáu xứ, mà sáu xứ là nhãn nhĩ tỷ thiệt. Mà ngay bây giờ làm sao có đủ sáu xứ trong một lúc được, cho nên lúc đó chỉ lấy một xứ thôi, đó là nhãn xứ. Khi mình nhìn cái gì đó mà mình thích là mình biết ngay rằng đây nè, ngay trong cái nhìn này nó là nhãn xúc, có nhãn xứ mà có nhãn xúc đó. Nhãn xúc là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Căn tức là nhãn căn, rồi cảnh sắc, rồi nhãn thức. Ngay trong lúc này nè, ngay trong lúc nhìn này là biết có lục nhập, rồi có nhãn nhập, nhãn xứ đó, rồi có nhãn xúc. Rồi ngay lúc này nè là có nhãn thọ, có nghĩa là cảm giác lúc nhìn. Rồi mà mình nhìn mà mình thích nữa đó, là mình biết ngay là đây là ái. Mà ái nhẹ thì gọi là ái, mà ái nặng thì gọi là thủ. Mà ngay trong lúc ái nó có mặt, dầu nặng dầu nhẹ, dầu nó còn là ở giai đoạn ái hay là thủ, thì ngay lúc đó nó đã âm thầm, nó đã âm thầm là nghiệp hữu. Bản thân ái đã là nghiệp hữu. Nghiệp hữu tức là thiện vẽ, còn cái sanh hữu tức là cái tâm tái tục. Thì ngay trong lúc mà tôi thích á, thì cái thích đó là nghiệp hữu. Thế mà tính theo trong, nếu mình học kiểu con vẹt á, thì mình nói không, nó mới là ái. Nhưng mà thật ra ái nó đã là nghiệp rồi, bởi vì nghiệp bất thiện mà nó là bất thiện mà. Ái nó đã là hữu, mà ái nó cũng là hành. Vấn đề nó nằm cho nó cái chi pháp đi chang, ái cũng ở đây cũng là hành đó. Mặc dù mình nói theo cải theo lý mà nói không, tôi không chịu hạnh này, tức là tâm sở tư, đúng. Nhưng mà thể mà ái nó có mặt thì dứt khoát có tâm sở tư trong đó. Không thể nào ái có mặt mà thiếu tâm sở tư, chuyện đó không có. Chuyện nó dứt khoát là không có. Ái nó có mặt là phải có tâm sở tư để chụp. Cho nên nó là lúc mình nhìn cái gì đó mình thích là mình biết rằng ngay cái con mắt của mình thấy cái này là đó là quả quá khứ, quả luân hồi. Nhưng mà cái thích này nè, nó là nhân luân hồi. Chỉ ngay được cái nhìn này thôi là đã có quả luân hồi, có nhân luân hồi, và có phiền não luân hồi trong đó rồi. Đó.
Và ngay trong lúc này mình biết rằng cái tâm nhãn thức này nè, nó chỉ xuất hiện nháy mắt rồi nó biến mất, nó nhường lại cho những tâm khác, thì cái đó chính là sanh, lão và tử. Nhớ câu đó, khanh đề suốt chay ma nề suốt chi ma nề suốt mi ma nề suốt ngay trong lúc các quẩn sanh lão tử thì chắc khăn nê thoang thức khú cha ya se chi ya se cha mi ya se thế này tỷ kheo, chính người cũng đang sanh lão tử trong tầng từng phố đó. Khanh thi số cha ma ni số chi ma ni số hả, thì chắc khanh ni khanh ni thằng cái cú cha xe chia xe cho mì xe chết. Thì này tỷ kheo, ngay trong cái từng phút mà các quẩn, ngay trong từng phút mà các quẩn nó sanh lão tử thì cũng bản thân ngươi cũng đang sanh lão tử, chứ không phải đợi mà coi như tóc bạc rồi lưng còng má hớp da nhăn mới gọi là lão, không có đợi đến lúc mình xuôi tay lạnh ngắt cứng đơ mất thở vô quan tài thì mới gọi là chết, thì cái đó là wow, quá muộn rồi, đợi tới đó mới chịu là già, là chết là muộn rồi ha. Mà trong từng phút khi mà nó cái tâm sinh lý, tâm lý và sinh lý của mình nó biến diệt thì lúc đó cũng là lúc mình đang già đang chết mà mình không có biết nha. Và chính khoa học cũng nhìn nhận như vậy, là những cái tế bào chết của mình nó liên tục nó bị thay thế bởi những cái mới. Và tôi nói hoài, 70% bụi trong một cái không gian có người ở thì 70% bụi đó là da khô của con người mà mình đâu có biết, mình cứ tưởng bụi không, chứ 70% cái bụi mà trong cái căn phòng mình ở, phòng ở thường xuyên á nha, chứ còn mình sợ mình vô đó chừng một ngày một hai tiếng tôi không nói, mà mình ở thường xuyên ấy, thì toàn da khô, có nghĩa là mình luôn luôn bị thay đổi. Rồi tâm lý cũng vậy, tâm lý cũng vậy. Cái phần ngày dạy trong tương ưng một câu mà tôi rất là thích là: này các tỳ kheo, giả sử như có người chấp rằng cái thân này đó là trường cửu đó, thì đó là một sự vô minh. Nhưng mà sự vô minh này còn có thể dễ hiểu, còn có thể cảm thông. Nhưng mà thật là vô lý khi mà ai đó cho rằng cái tâm này nó là trường cửu, là vì ta chưa thấy, ta không thấy một cái gì mà nó biến diệt, nó vô thường nhanh hơn tâm. Đó, tôi nhắc lại là: này các tỳ kheo, nếu mà có người họ cho cái tấm thân tứ đại này là trường cửu thì đó là vô minh, đó là tài kiến, đó là sai lầm. Nhưng mà cái sự mà tài kiến, sự sai lầm đó còn có thể dễ hiểu hơn là một người mà tin vào cái sự trường cửu của cái tâm. Là vì sao? Là vì cái thân này, thí dụ như mình thấy nó vô thường, ít ra nó cũng còn có cái dáng nét cũ một chút. Thí dụ như mình thấy một đứa bé từ 5 tuổi cho đến 8 tuổi, ít ra nó cũng, mình cũng có thể hiểu lầm nó là nó. Nhưng cái tâm thì không, cái tâm nó lúc buồn, lúc vui, hai cái tâm này hoàn toàn khác nhau. Lúc thiện, lúc ác, hoàn toàn khác nhau. Lúc mà nó thấy, lúc nó nghe, lúc nó thấy hình ảnh, hình dáng, lúc nó nghe âm thanh tiếng động, thì hai cái lúc thấy lúc nghe này nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái tâm nó sanh diệt nhanh lẹ vô cùng.
Cho nên cả danh và sắc nó đều như là những cái tia chớp trên trời, mà bầu trời lúc sắp mưa vậy đó, nó nhanh như vậy đó. Bởi vì nó liên tục, nó tiếp nối nhau cho nên người ta không có thấy. Và ở đây trong kinh á, chúng ta nói rằng á, là cái gì mình muốn trở thành thánh nhân là mình phải thấy rõ được cái tam tướng ha? Tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Mà cái gì nó che đậy cái đó đây? Cái thứ nhất là cái sự liên tục, cái sự tiếp nối liên tục của danh sắc che khuất. Che khuất, che khuất cái gì? Che khuất cái khía cạnh vô thường. Được. Cái thứ hai gọi là ý Ariya Patha. Mấy cái này đó là bà con nhớ được đó, là coi như là bỏ túi mà mốt đi tu thiền nó sướng biết bao nhiêu ha. Mà không chịu học, cứ lo đi à quên đó. Chẳng hạn như bên đây mấy ngày nay tôi cũng tiếc một Phật tử ở đây, thế bây giờ bác ta sự thay đổi oai nghi, tức là tức tư thế sinh hoạt che khuất khía cạnh khổ. Tức là có cô Phật tử này, cô học đạo cũng khá giỏi, nhưng mà cổ lăng xăng, cổ không có biết cái gì là chánh, là phụ, là nặng, là nhẹ, cũng ổn. Thì thôi, hồi thì đi theo quả, có lúc cũng mê cái con bé gì mà như ý gì mà ở trong YouTube. Cổ nó học đạo Minh Nam Tông mình á, là phải nhớ chi pháp, học A Tỳ Đàm là phải nhớ là 37, 14, 18, 42, 71. Còn cái này đó là cái đạo bên Hòa Hảo, là chỉ cái ngồi yên mà nghe lục bát sấm giảng thi văn Hòa Hảo đó. Tại vậy nghe cô bé mỹ như cái gì đó, như ý gì đó cũng mê thời gian. Rồi cái sau đó cái cổ mới chuyển qua, biết lý do gì mà cứ tại sao tôi biết rằng là cổ cứ thảo là cổ tâm đắc e, là cổ gọi phone của khoe với tôi, mà cổ giảng cho tôi nghe. Trời ơi, tôi nghe mà tôi ngáp rắp cái miệng luôn. Rồi xong rồi cái ít bữa cái sau biết cổ giận như ý sao nó không biết. Thì cô chuyển rồi cô mê cái ông thầy Phước Tiến gì mà ở trong nước á, mới chẳng ở trong rừng biết cái thầy đó. Thôi cô mê đắm mê đuối, coi như là cũng ăn là của cái kêu con của tôi, cũng mới giảng lại cho tôi nghe những cái điều mà ông thầy đã nói. Rồi cô mê cũng tôi nghe, tôi cũng trước khi mình tắt má thì cũng ráng nghe một chút chứ không thể mình tắt liền. Rồi cái ít cửa sao biết làm sao cô giận hờn người ta không biết, cái cô chuyển tông qua ông thầy khác, à qua ông thầy Tịnh Không gì mà bên Cali này, cũng kêu gọi niệm lục tự cầu vãng sanh gì đó. Rồi thời gian thấy chán quá, ông thấy ông thầy nó người Tàu luôn, không khoái, chắc giận cái vụ Biển Đông mà sao nó bỏ ông thầy Tịnh Công. Bây giờ nhà qua ông sư Nam Tông mà bên Mỹ đó, cái ông sư nào nó mà biết bà lục đâu ra mấy số phone mới kêu rồi, ông sư nó giảng cái gì cho bà nghe đó. À, ông sư nó nói vụ cũng chỉ trích cái vụ mà Phật tử mà đi chùa rồi cúng dường gì lắm đó, rồi ông chỉ trích ông sư. Thì bà tự nhiên ma dặn nghe mình không biết, rồi tự nhiên nghe là bà nghe chỉ trích ông sư một khoái, bà gọi phone mới làm cho tôi mắt nữa, mà bà khen bây giờ mà nó mà bái sư bái rước vào bên đây nếu mà nhập hạ rồi tùm lum hết cung phụng gì đó. Mình nghe mình não nùng ở chỗ là đạo không chịu học, đạo không chịu học mà cứ lăng xăng như là con cò xăm nó nhảy quanh hòn đá cái kiểu đó, thì biết kiếp nào là xong đây. Từ Hòa Hảo qua Bắc Tông, rồi từ Bắc Tông nó rồi nó qua hồi thì Thiền Tông, hồi Mật Tông, hồi thì Tịnh Độ Tông, rồi trở lại Nam Tông. Cái bà này tôi không biết là bà thuộc về cái tông nào, mà tại sao tôi đi lạc đề là bởi vì đó, cái chuyện của bà coi chừng nó cũng chính là chuyện của quý vị. Đừng nghĩ tôi đang kể chuyện tào lao, mà tôi đang nói về quý vị đó. Là cứ lăng xăng trong khi cái chuyện căn bản nhất là biết rõ mình là cái gì tạo nên và mình đang ra làm sao. Thì với căn bản này, dầu có thầy hay không có thầy, mình vẫn có thể tu học được. Và với căn bản này thì mình mới có thể chịu đựng được cái gọi là cám dỗ hay thử thách của đời sống trước mắt. Chưa đâu, mình chưa đâu. Các vị cứ nhớ giùm một chuyện thôi,
tất cả những cái cảm giác mà đau đớn bây giờ mà quý vị chịu đựng trong lúc mà ngồi thiền đó, ha, nó chẳng là cái gì hết so với cái nỗi đau, nỗi khổ, niềm đau mà lúc quý vị là nằm liệt giường 1-2 tháng mà không có ai mà thăm viếng, không có ai tắm rửa giùm, không ai giúp trở mình đó. Bây giờ tôi hiểu chữ trở mình không? Có hiểu chữ trở mình không ta? Trở tức là xoay lắc ha. Trời đất ơi, nó lỡ người nha. Lúc đó đó mình mới thấy nha. Rồi chưa kể là cái, quý vị biết cái chết là gì, quý vị biết mà. Chết là một cuộc đảo chánh. Cái này phải ghi ra thôi. Chết là một cuộc đảo chánh. Đâu phải tự nhiên mà lăn ra nó chết là phải dễ quý vị. Đâu phải dễ. Nó là một đảo chánh ghê gớm. Một cuộc đảo chánh toàn diện. Coi như sụp đổ là triệt để thì mình mới chết được. Đã. Là coi như cái phổi nó phải dơ cờ trắng là tôi không làm việc nữa. Bao tử nó báo là tôi đã không muốn làm việc nữa. Cái gan, cái thận tôi cũng không muốn làm việc nữa. Thì tất cả nó phải đình công bãi thị ha. Nó phải tẩy chay chính phủ. Nó phải coi như đóng cửa toàn bộ công ty, nhà máy, hãng xưởng ở trong đó. Rồi nó mới chết. Mà có người thì nó may mắn đó, may mắn đó thì nó đảo chánh bằng cách gọi là êm thấm, có nghĩa là cách nặng nhung đó, tức là nó êm nó mềm mềm, nó không chịu làm việc, rồi từ từ cái là không có cờ xí gì hết, không có tiếng súng, không có máu đổ, là tự nhiên cái nó đóng cửa, nó đình công thì thôi. Có người là sắp chết thì chỉ leo lét nghe mệt, cái trường hợp này tôi biết cũng có một số người chết đẹp lắm, nghe mệt rồi cái tắm rửa sạch sẽ ha. À, rồi cái mặt thay đồ mới rồi vô nằm thêm thiếp thiếp, rồi cái nó yếu dần, tay chân nó lạnh chân nó lạnh tay, rồi cái thở nó yếu dần thêm thiếp đi luôn. Đó là cái chết đẹp nhất trong đời tôi đó. Thì tôi được biết một số cái chết, thí dụ như là cái chết của ngài Hộ Tâm, hoặc là tôi được nghe cái chết của ông Đốc Hiểu, hoặc là cái chết của ngài Pháp Minh đó, cái mới ghê. Tức là ngồi thiền rồi đi luôn đó. Mà cái trường hợp này thì đếm bắt đầu ngón tay ha. Chứ thông thường là chết là nó phải trải qua một cái giai đoạn gọi là hôn mê sâu. Mà tại sao nó hôn mê sâu là bởi vì cái cơn đau nó bị đẩy lên đến đỉnh điểm rồi đó. Thì người ta chịu không nổi nữa, người ta phải đạt cái hôn mê. Hoặc là một cái bộ phận nào đó trong cơ thể nó đã đến cái lúc tự nhiên là nó không còn xài được nữa. Thí dụ cái óc của mình, cái tim của mình, cái gan của mình nó nặng quá sức nặng rồi. Thì lúc mình hôn mê. Còn không, nó thông thường nó phải đau, nó đau kinh hoàng lắm. Tôi từng tiếp xúc với một vị sư ở Mỹ, là sư bị ung thư gan. Thì tôi gặp sư lần cuối cùng là 2 tuần sau là sư mất. Thì lúc tôi ngồi ăn cơm, thấy sư cứ buông đũa, mà sư cứ hơi nhíu nhíu mày một chút. Thì tôi mới cũng vừa thấy thương mà vừa có một chút tò mò, mà tò mò kiểu người tu á. Tôi hỏi đi, tôi chuẩn bị cho tôi. Tôi hỏi vậy chứ có đau lắm không sư? Thì sư nói rằng nó râm râm, nhưng mà tôi thấy sư cứ lấy khăn mà sư thấm trán hoài, thấm mồ hôi này thì các ngài cũng có vị không được, phải là sự bàn giao êm thấm. Còn cái chuyện mà chết là sự bàn giao, đó là coi như cái người đó cũng làm sao đó, mà trong biển người chỉ có 1-2 người là chết là sự bàn giao êm thấm. Bàn giao êm thấm, cái này thì hiếm, sự bàn giao êm thấm thì hiếm. Mà thường đó là coi như là đảo chánh. Thế nào mà có một người mà có thể giải thoát sinh tử khi mà hoàn toàn mù tịt, không biết, cho một cuốn sách thiền ví dụ mà phải tranh thủ hốt vội một bài kinh trước khi mà kinh điển cháy hết, không còn sót lại. Thì đây là một những bài kinh mà tôi tranh thủ tôi hốt bỏ túi trước khi mình để đến cháy, trước khi mà mình không cứu kịp phần còn lại. Bài kinh này nó bài kinh rất là hay, và nếu mà có một cái đạo tràng, một cái tự viện nào đó có những cái buổi tụng kinh mỗi ngày, thì tôi mong mỏi mọi người thay vì cứ là con xin lễ Phật là bậc đại trí tuệ đại thần thông, ngài có nhiều đức hạnh tham nhẫn hành xả rồi tán thán, rồi con đảnh lễ giáo pháp rồi chư tăng, rồi con xin chư thiên hộ trì cho con được tấn tài tấn lợi phát lộc,
nổi danh nổi tiếng như nhan sắc tuổi thọ, thay vì mình đọc cái lễ bát tam bảo và cầu nguyện chư thiên, thì tôi xin đề nghị cái bài kinh này là quan trọng nhất ở đây đó ha. Là Đức Phật cái vị ngài Cách Chân Quách Tác ngài hỏi Đức Phật là gì, chánh kiến làm sao, có nghe nói chánh kiến mà cũng muốn biết chánh kiến là cái gì, thì Đức Phật ngài mới trả lời thế này: thế gian người đời chúng sanh phàm phu nói chung biết là bị kẹt cái trong hai cái biên kiến, mà hễ biên á là tà, biên là cạnh là bìa à. mà tại sao gọi là tà, có nghĩa là mình cực đoan, nghĩ một chiều. Có người thì coi nặng cái có, một người thì coi nặng cái không. Cái có đây là gì? Là tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi có nhà cửa, tôi có hình hài thân xác, tôi có cái mạng sống, tôi có nhan sắc, tôi có trí tuệ, tôi có này, tôi có kia, rồi mới mốt tôi có phước, tôi tu hành, tôi có phước, tôi dễ về trời, rồi về trời tôi có này, tôi có cái kia. Rồi trăng sao hoa lá cây cỏ, tôi thích cái gì thì cái đó có, tôi ghét cái gì thì cái đó có. Nói chung là mình lấy bản thân mình làm gốc để mình quyết định cái chuyện có mặt của cái này cái kia, đó là một cực đoan. Cực đoan thứ hai thì có những người đó cho rằng chết rồi là hết, tất cả chỉ là mù sương. Cái chữ mù sương này là hay đó, nhưng mà cái khía cạnh thứ hai sợ anh được, có nghĩa là chết rồi thì hết, không có chuyện một vị nào đắc chứng thánh trí, không có chuyện thiên đường địa ngục sa đọa tái sanh, không có chuyện nghiệp báo, không có chuyện niết bàn, không có chuyện giải thoát chứng ngộ thánh trí, không có gì hết. Tới họ chết rồi là hết, mình chỉ có mặt ở đây là một lần rồi thôi, mọi thứ biến mất rồi thì thôi, không còn cái gì nữa, thì đó là một cực đoan. Còn cái người thì mong mỏi quá nhiều rồi, họ mới mong có này, mong có kia, nên nghĩa là đời sống này người ta chỉ quẩn quanh trong hai cái có và không. Và quý vị nghĩ kỹ ra cái trong cuộc đời quý vị có phải như vậy không? Chỉ có không nó rộng lắm, ví dụ như có những cái mình thích thì mình mong nó có, và những cái mình ghét thì mình mong là nó không. Như vậy rõ ràng là chỉ hai chỉ có không. Và tôi đã nói 350.000 tỷ lần, đó là hạnh phúc. Hai, đau khổ ở đời chỉ đến từ việc ta có hay không có thứ gì đó mà thôi. Có đúng không? Có đúng không? Biết nói gì có hiểu hay không? Hạnh phúc hay đau khổ ở đời chỉ đến từ việc ta có hay không có thứ gì đó mà thôi. Khổ chỗ này nói mà không biết người ta có hiểu không. Thí dụ như bây giờ tôi bị lạnh mà tôi không có gì để tôi mặc, thì như vậy rõ ràng cái lạnh đó là cái khổ đúng không? Mà cái khổ đó đến từ cái chuyện là tôi không có cái áo ấm để tôi mặc. Rồi bây giờ tôi đói, nó là một cái khổ, mà vì không có cái gì ăn tôi mới đói chứ. Rồi bây giờ tôi nhớ nhung một cái người nào đó quá mà không được gặp tôi khổ chứ. Thì như vậy thì cái mà tại sao cái khổ đó nó có, là bởi vì không có mặt cái người kia, người kia không có ở đó cho nên tôi biết khổ. Như vậy thì rồi cái hạnh phúc cũng vậy, y chang vậy. Cái hạnh, tại sao tôi được hạnh phúc, tại sao mà tôi khi mà tôi ngồi trên chiếc xe mà Lexus hay là Mercedes mà nó êm quá là tại sao tôi hạnh phúc, là bởi vì có cái chiếc xe đó. Cho nên nó hạnh phúc hay đau khổ ở đời này là nó chỉ đến từ việc là ta có hay không có thứ gì đó mà thôi. Tức có nghĩa là có những trường hợp nếu mà không có đó ta được hạnh phúc hơn, có những trường hợp nếu mà có đó thì ta được hạnh phúc hơn. Nói như vậy thì toàn bộ thế giới này cái chữ có và không có nó có hai nghĩa, một là chấp, hai là chấp có hoặc chấp không, hai là thực tế có hoặc là thực tế không. Thì như vậy thì toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm trong đó thôi, nó chỉ nằm trong chữ có và chữ không. Và những ai này cách cha ná mà với trí tuệ thấy được cái thế giới tập khởi thì vị đó sẽ không thấy, không nói là không, mà thấy được cái thế giới đoạn diệt thì vị đó sẽ không nói là có. Có nghĩa là sao? Thấy được vạn pháp do duyên mà có thì ta
sẽ không mắc vào đoạn kiến. Thấy được cái gì đã có thì phải vô thường, đau khổ, ta sẽ không mắc vào thường kiến. Đó, cái tập khởi đây là vậy đó, tập khởi và đoạn diệt là vậy đó, tức là thấy được vạn pháp do duyên mà có, phải cái gì đã có thì phải vô thường. Cái câu này cũng là cái câu thần chú, câu bùa mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi ở trong cái râm này, không biết là bao nhiêu lần rồi ha. Một câu đó thôi mà nó bỏ được hai cái đại kiến nha. Câu thứ nhất, cái vế thứ nhất, vạn pháp do duyên mà có, phải, và cái gì đã có thì phải bị vô thường. Thì một nửa câu đó đó là nó giúp cho mình bỏ được cái đoạn kiến. Bởi vì sao? Là bởi vì mình đoạn kiến là vì mình cho rằng chết rồi là hết. Nhưng mà đôi khi nếu mình hiểu được là vạn pháp do duyên mà có nghĩa là nếu mà nó đủ duyên thì nó sẽ tiếp tục có mặt ở trong một cái hình thức khác, trong một cái điều kiện khác, trong một cái hoàn cảnh khác, trong một cái môi trường khác, trong một cái hình thức khác, trong một cái nội dung khác nha. Và nên nhớ, cái điều này mới quan trọng nè, nên nhớ không hề có một cái gì dầu danh hay sắc lại có thể tồn tại quá một sắc ra. Nên nhớ cái điều quan trọng, dầu đó là tinh thần hay là vật chất thì không hề có cái gì tồn tại quá một sắc na. Danh và sắc sanh diệt trong từng sắc na, cái sau nó tiếp nối cái trước tạo thành một dòng chảy, nhìn qua tưởng là cái gì đó thuần nhất. Hả? Bởi vì hồi nãy tôi mới nói đó, tại sao cái trí tuệ vô thường của mình nó bị che đậy, là bởi vì cái sự liên, sự sanh diệt, sự tiếp nối liên tục của danh sắc. Cho nên mình cứ tưởng là có một cái gì đó liên tục, mà tình chẳng qua nó là sự tiếp nối liên tục thôi, chứ còn cái trước và cái sau nó là hai cái chứ không phải là một cái. Rồi nó tiếp nối nhau, cái đó được gọi là samtati. Samtati sanya có nghĩa là cái khái niệm về cái sự liên tục che đậy khía cạnh vô thường. Và thứ hai là cái việc thay đổi oai nghi á, cái chữ oai nghi nãy biết rồi nha, Ariyata Tháp, mình thay đổi cái sự thay đổi oai nghi, nó che đậy cái khía cạnh vô, khía cạnh khổ não là sao? Có nghĩa là mình thấy khó chịu là mình phải đi kiếm cái chuyện gì đó mình thế vô để mình làm. Tôi ngồi mỏi lưng quá cái tôi đứng dậy tôi đi, thì nghe đúng ra là lúc tôi phải ngồi tôi thấy rõ tôi là cái thân này nó khổ, nhưng mà đằng này nó mới gì chớm thôi, nó mới gì chớm khổ là tôi đã thay đổi quan nghi rồi. Rồi bây giờ tôi mới vừa thấy nó hơi bao tử, nó hơi nó báo là có kiến bò, bao tử kiến bò bụng đó, là lập tức tôi đi kiếm gì đó tôi ăn giọng vô rồi, cho nên tôi không thấy khổ nữa, không thấy đói nữa. Rồi khi mình tôi bị đau nhất là lập tức tôi đi làm cái gì đó ra, tôi tập thể dục và tôi vô tôi uống viên thuốc liền nha, để cho nó hết đau. Cứ như vậy đó thì cái sự mà thay đổi quay nghi, nó thay đổi cái động tác, cái tư thế sinh hoạt đó, nó che mất đi cái cạnh khổ mà mình lẽ ra mình phải thấy.
Rồi cái thứ ba gọi là khana sanya, tức là cái ý niệm, ý niệm về sự thuần nhất che đậy khía cạnh vô ngã là sao? Chữ khana ở đây đó, chữ khana ở đây nó có nghĩa là massive. Rồi cái gì nữa? Là pure. Rồi cái gì nữa? Là solid. Tiếng Việt Nam gọi là nguyên khối, là thường nhất. Thì bữa hôm qua tôi nhớ tôi có giảng cái này, không hề trên đời này không hề có cái gì mà nó là nguyên khối chứ không có. Ví dụ như mình thấy vàng, mình thấy nguyên một cái chiếc nhẫn vàng thì đó là cũng là một sự cộng ghép của vô số nguyên tố, vô số cái thành tố và các cái trong đó, những cái nguyên tử trong đó, những nguyên tử trong đó. Chứ nó không phải chỉ mình đơn giản là một chiếc nhẫn như mình thử đâu. Và chính khoa học vật lý hiện đại người ta cũng nhìn nhận là nó có một cái sự chuyển động liên tục ở trong cái chiếc nhẫn vàng đó, chứ không phải mọi thứ đứng yên thì nó không có, chính là dưới khoan không có nha. Mà vàng là một cái tinh thể vật chất mà có thể nói là, hoặc là kim cương, đó là những cái tinh thể vật chất mà phải nói là rất là kiên cố đó, mà nó còn là như vậy. Thì mình thấy bàn, tủ, giường, ghế, áo, quần, chăn, đệm, đồng hồ, mắt kiến nha. Rồi nào là nhà cửa, đất đá, sông hồ, kinh rạch, tất thảy nó đều là sự lắp ráp, không có cái gì nó là nguyên khối thường nhất, mà nó là sự lắp ráp, nó là sự ghép nối của vô số thành tố. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Thì chính vì mình nghĩ như nó có cái gì đó nó nguyên khối như vậy đó, cho nên mình mới cứ nghĩ là tôi, ta, ông này, bà nọ. Mẹ còn có thấy, còn thấy như vậy là chưa thấy được lý vô ngã. Vô ngã là sao? Vô ngã là không có một cá nhân, cá thể nào hết, mà nó chỉ là sự ráp nối thôi. Mọi thứ chỉ là sự ráp nối, mọi thứ chỉ là sự ráp nối. Rồi cái gì nữa? Lắp ghép. Và điều do duyên mà có, rồi đã có rồi lại vô thường, theo định lực tam tướng của muôn đời, không nằm dưới sự điều khiển của bất cứ thế lực nào. Đó là gọi là vô ngã. Đó gọi là vô ngã. Nhớ nha, đã nhớ nha, đó. Mình đang học kỹ thôi cái đó. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng là Ngài không có chủ trương mọi thứ là có, Ngài cũng không có chủ trương mọi thứ là không, mà Ngài chỉ chủ trương rằng mọi thứ. Nội dung kinh này là gì? Không chìm sâu trong ý niệm có hay không, mà cuộc luân hồi của chúng sinh chỉ là dòng chảy của 12 duyên khởi. Nội dung bên kinh này là vậy đó. Không có chìm sâu trong cái ý niệm có hay không, mà phải hiểu rằng cuộc luân hồi của chúng sinh ấy chỉ là dòng chảy của 12 duyên khởi. Vậy đó.
Nếu hỏi có hay không thì phải trả lời như vậy. Nói có cũng được, nói không cũng không được. Ừ, không được. Mà tất cả chỉ là 12 duyên khởi tạo thành. Có rất là nhiều lần, đặc biệt là ban đêm, tôi ngồi tôi nghiệm lên nhiều cái chuyện thấm thía. Đó là cái giáo lý hay như vậy mà tại sao người ta không dành thời giờ đó người ta học. Thì lúc tôi mới, một cách tình cờ tôi mới dở trong chú giải, tôi đọc một cái chữ tôi hết hồn. Đó là cái chữ Ratanát, hay là châu báu. Hả? Rồi cái tí Ratanát là ta bảo. Ngày xưa đến giờ đó là mới biết bao nhiêu người cái miệng nói như két vậy đó, cái nói tam bảo mà tam bảo là Phật Pháp Tăng, nói như vậy đó, nói như két, mà không hiểu tại sao mà tam bảo được xem là châu báu. Thứ nhất, để thành Phật á thì rất khó, khó ghê lắm. Vì sao nó khó, vì sao cái chuyện thành Phật là khó, là bởi vì đó, để thành Phật á chúng ta phải có đủ tất cả những cái yếu tố tâm lý. Tôi nhắc lại, để thành Phật á, chúng ta phải có đủ những yếu tố tâm lý mà vốn đi ngược lại cái bản chất phàm phu của mình. Quý vị tưởng tượng nó không phải dễ. Thắng trận ngoài chiến trường nó dễ hơn là tự thắng mình, phải không? Mà trong khi đó mình phải đi sống ngược lại cái bản chất phàm phu của mình. Mà muốn thành Phật đó là mình phải có đủ những cái tố chất, những cái thành tố tâm lý mà nó đi ngược lại cái bản chất phàm phu của mình. Mà rồi sao nữa? Nó phải đủ mình trong một thời gian rất là dài. Thí dụ như vì nó phải cùng cái khả năng kham nhẫn hơn người, dầu chết lòng vẫn không có giận. Rồi phải có từ tâm hơn người, là dầu chết vẫn tiếp tục thương đời. Rồi phải có cái tâm ly dục hơn người, nghĩa là dầu có đối diện với một cám dỗ ghê hồn nào đến nữa thì vẫn nhàm chán sanh tử. Đó gọi là ly dục độ. Rồi cái lòng hào sảng nó hơn người, là dầu có bỏ mạng để bố thí cho người cũng không tiếc. Rồi cái liêm sĩ hơn người, tức là dầu có chết cũng không có phá giới. Thí dụ như vậy. Thì suốt một cái thời gian nhiều A Tăng Kỳ phải hội đủ những cái yếu tố tâm lý như vậy đó, hơn người, mà toàn là những thứ đi ngược lại cái bản chất phàm phu của mình đó. Cho nên một lần mà chư Phật ra đời đó, là có vô số người nhìn thấy các ngài, họ cũng sơ phát Bồ Đề Tâm, cũng nguyện thành Phật. Nhưng mà trong vô số người mà phát nguyện như vậy đó, chỉ có một hai người là được thành Phật thôi đó. Cho nên trong kinh đó có nhiều khi đó, nhiều tỷ, tôi nhấn mạnh là nhiều tỷ nha, nhiều tỷ đại kiếp không có Phật ra đời. Nhìn như trái đất này của mình thì có năm vị, nhưng có những cái trường hợp mà cả trái đất không có vị nào hết, mà nhiều tỷ, nhiều ngàn tỷ, nhiều trăm ngàn tỷ cái đại kiếp không có Phật ra đời. Dễ sợ như vậy. Cho nên một mà khi mà Phật không ra đời đó thì những cái vấn đề giáo lý này ai nói cho người khác biết đây? Không có. Cho nên cái điều thứ nhất là chứ để thành Phật rất là khó. Mà vì rất khó cho nên là hiếm à, mà thêm nữa là ở trên đời có nhiều cái hiếm mà không có giúp được gì cho ai. Mà riêng chư Phật đã vừa hiếm mà vừa giúp được cho người khác. Cái trong kinh đó, cái đêm cuối cùng mà ngày Kinh Tịch, chư thiên phạm thiên mà trong vô lượng vũ trụ mà kéo về đó, chỉ với một mục đích thôi, được nhìn thấy, được lắng nghe cái con người đó một lần cuối cùng. Bởi vì không biết bao giờ mình có cơ hội được như vậy nữa. Kinh nói là có Phật Di Lặc sẽ ra đời, nhưng mà lúc đó mình chắc gì mình có duyên mình gặp một cái con người mà ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết, và đức lành nào ngài cũng có. Mà cái đặc biệt nhất là ai ngài cũng thương mà cái gì ngài cũng biết. Cho nên bao nhiêu cái vấn đề của riêng mình mình không thể giải quyết được, nhưng mà gặp ngài, đã gặp được Đức Phật rồi thì chuyện gì cũng phải được giải quyết. Dễ sợ như vậy. Mà bây giờ cái con người đó đang sắp sửa ra đi đó. Cho nên chư Phật được gọi là châu báu là vì lý do đó. Thành Phật là khó, mà từ chỗ khó rất là hiếm. Và đã vậy, cái sự ra đời của chư Phật giúp ích cho vô lượng chúng sinh. Đó là chuyện thứ nhất. Cái đó là cái quý của chư Phật. Cái quý thứ hai là chánh pháp.
Chánh pháp đúng ra là những nguyên tắc có sẵn muôn đời trong vũ trụ, nhưng mà sở dĩ được gọi là quý là bởi vì pháp nên là ám chỉ cho những gì được Đức Phật ngài phơi mở, ngài trình bày, ngài thuyết giảng. Không có chư Phật thì những cái sự phơi mở trình bày nó không có nha. Cho nên những từng câu kinh, từng lời pháp nó là một sự hiếm hoi ở đời, bởi vì chỉ có chư Phật ra đời mới có được những câu kinh, những lời pháp. Rồi cái thứ ba là tăng. Chư tăng ấy, ở đây là ám chỉ cho thánh nhân nha, chứ không phải chỉ cho phàm tăng. Phải nhớ cái đó. Trong kinh đây nó rõ là dầu cho đó là cư sĩ nam hay là nữ, xuất gia thì dầu do tăng hay là ni, miễn là sơ quả thì được gọi là tăng, tăng đạo. Nhớ chỗ này nha, miễn là sơ quả trở lên thì được gọi là tăng đạo, chứ không có đòi hỏi phải là tăng hay ni nha. Mà tăng ni ấy, tức là cái người chứng sơ quả đó, tăng ni thì có phàm có thánh, đây chỉ nói thánh thôi. Thì cái vị mà những cái vị mà đệ tử của chư Phật chỉ có mặt khi chư Phật ra đời, và chính các ngài có khả năng hoàn truyền cái chánh pháp, hoàn truyền chánh pháp để mà tế độ chúng sinh khi mà chư Phật không còn nữa, hoặc là chư Phật tạm thời không có mặt. Ví dụ như Đức Phật còn tại thế thì ngài ở cái điểm A, điểm B gì đó, thì những điểm C, điểm F là phải là chư tăng thôi nha, nhớ nha. Cho nên là Đức Phật hiếm thì chư tăng cũng hiếm theo, vậy đó gọi là tam bảo. Nhưng mà còn cái ý nghĩa thứ tư mới lạnh hơn sống. Tại sao mà tam bảo được gọi là tam bảo? Là bởi vì tam bảo hiếm khi xuất hiện ở đời ha. Mà trong khi đó cái người mà có cái chỗ là quý vị phải nghe cho kỹ nha. Cái người mà có duyên mà để đến với tam bảo cũng không nhiều. Cái này phải ghi thôi. Người có duyên để đến với tam bảo không có nhiều, và cách đến của mỗi người cũng khác nhau. Khác nhau cái gì? Tính nè, tấn nè, niệm nè, định nè, tuệ. Đó. À, là cái chỗ này nè. Rồi ái nè, rồi mạng nè, kiến nè. Đó, tám cái. Tính, tấn, niệm, định, tuệ là năm cái thiện. Ái, mạng, kiến là ba cái ác. Thì có người đó mang tiếng thôi. Không chỉ mang, chỉ nghe tiếng mang thì hay buồn, nó chỉ được á. Có người thì chỉ được tiếng là cư sĩ, thậm chí được tiếng là tăng ni. Nhưng mà cái tính, từ cái niềm tin ấy, có phải là chánh tính hay không? Mình học được bao nhiêu thì mình cái biết cái tin của mình nó tùy thuộc vào cái học đó. Cái trí văn nó ảnh hưởng đến trí tư, trí tu của mình ghê gớm lắm. Có nhiều người trí văn rất là giỏi nhưng mà về trí tư ấy, thì rất là nghèo. Mình phải nhìn nhận cái đó có. Có những người họ học tủ thôi. Học tủ tức là học cái kiểu như con vẹt học nhiều lắm. Nhưng mà sự thấm thía thì không có. Mà nếu mà sự thấm thía không có thì cái đức tin rồi nó có vấn đề. Mà khi mà cái đức tin có vấn đề thì sự tinh tấn của mình, sự nỗ lực của mình nó cũng có vấn đề theo. Rồi cái niệm của mình. Cái này mấy này tôi không định nghĩa, tôi mệt lắm rồi nha. Tôi già rồi tôi không có định nghĩa, có lúc chút này. Phật tử mình tới giờ này mà không biết cái niệm là cái gì là đi chết đi nha. Rồi cái định, rồi cái tuệ. Là có người đến với tam bảo đó, năm cái này làm cái nguồn động lực chủ đạo, chủ yếu. Nhưng mà có người đến với đạo ấy thì lại bị ái mạng kiến. Coi kỹ đi nha, con có cái gan không nha, con có cái gan nhìn cái này hay không. Ái là sao? Vô chùa học đạo là tự mến. Tôi nói thiệt, mến thầy thôi. Mến tức là tôi chỉ học đạo với ông thầy đó thôi. Ông thầy đó, tôi thích ông thầy đó thôi. Ông thầy khác tôi không có nghe đâu. Đó là ái đó. Còn mạng là sao? Mạng là coi như là chỉ có mình thầy tôi là số 1. Chỉ có tôi là số 1 thôi. Tôi thấy không có ai đi chùa mà có người tín nữ nào mà được như tôi. Không có cái người thiện nam nào mà được như tôi. Không có cái ông sư nào mà được như tôi. Không có tu nữ nào mà được như tôi hết. Nha. Thì đó gọi là mạng. Còn kiến là thôi khỏi nói rồi. Giáo lý không chịu học. Tức là không có trí văn, hoặc có trí văn mà quên có cái trí tư. Có trí tư mà quên có cái trí tu. Quên thôi chứ không phải không có mà quên có. Thì tha hồ mà tà kiến.
nghĩ tầm lum tà la. Ví dụ như bây giờ mình chưa đắc niết bàn, mới niết bàn là cái giống gì, thì mình cứ nghĩ đơn giản thôi. Khổ là do tham sân si. Bây giờ muốn hết tham sân si, muốn hết luân hồi thì hết khổ. Đằng này mình ngồi ráng, mình ngồi mình gồng, mình tưởng tượng, mình thiêu dệt bài vẽ, vẽ rắn thêm chân niết bàn là sao, là vuông tròn dài ngắn, cứng mềm mập ốm đen trắng đẹp xấu tùm lum ma. Vậy đó cũng là một thứ tài kiến. Mà tài kiến nó là nó rình rập mình trên từng bước đi. Miệng nói vô thường mà cứ mong xài đồ bền, đồ chắc, đồ tốt, rất có thể cái tài kiến nó nấp trong đó. Nó nấp trong đó mình không biết. Mình cứ nói nó lý thì được. Nó thì dù là tu đồ quần thì xài đồ cũng thích xài đồ bền vậy, thì nói gì là tôi. Thì đó là nói xạo mà nó lý, thì thật ra đó, trong đó nó còn cái thường kiến trong đó nữa. Tức là nghĩ đến cái gì đó nó bền chắc. Và không bao giờ chịu nhớ rằng mọi thứ nó chỉ là xảy ra trong từng sát na thôi. Nhá. Tại nói như vậy cho nên cái tài kiến đó, cái người đến Phật pháp đó, là khó chỗ khó. Phật pháp đã khó gặp mà đến Phật pháp đến bằng kiểu nào? Cho nên tam bảo là sao? Tam bảo có nghĩa là ngoài cái sự hiếm hoi của tam bảo ra đó, phải ghi cái này ra nè, ngoài sự hiếm hoi của tam bảo, việc một người đến với tam bảo đúng cách cũng hiếm hoi không kém. Đó, cái câu này là cái câu mà phải học thuộc lòng. Ngoài cái sự hiếm hoi của tam bảo thì việc một người đến với tam bảo mà đúng cách cũng là không cũng nghe hiếm hoi không kém nha, cũng hiếm hoi không kém. Hiểu được Phật pháp là một chuyện hiếm thôi. Và cái chuyện này phải nhớ nè, học hay tu là để buông, không để nắm. Còn thấy mình hay giỏi thì có nghĩa là mình đang rất tệ. Hãy cái câu này học thuộc lòng. Học hay tu á, học cái gì đó hay là tu thiền chỉ thiền quán gì đi nữa, học hay là tu là để mua không phải để nắm. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai, còn thấy mình hay mình giỏi á, thì có nghĩa là mình đang rất là tệ. Mà đó là một sự thật nha. Đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Rồi tiếp theo là bài, cái bài kinh thuyết pháp tiếng Pali kêu là Dhammacakkika. Cái chữ này nó có nghĩa là pháp sư nha. Chữ này nghĩa là pháp sư. Thì ở đây cũng phải nói thêm là trong bản in tiếng Việt Nam ấy bị thiếu một câu là ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn thuyết pháp như vậy được nói đến hạch. Trong khi trong chánh kinh, trong kinh Bali còn có một cái đoạn sau nữa là bạch Thế Tôn con được nghe hai chữ thuyết pháp nhưng mà thế nào là thuyết pháp trong cái định nghĩa của Thế Tôn. Cái câu này trong Bali có, nhưng mà ở trong bản tiếng Việt thì không có nha. Trong bản tiếng Việt thì không có, bản tiếng Việt bị mất cái chữ đó đi. Đây bản Bali nè là Dhammacakkika tipante vicati. Người ta cứ nói là pháp sư nhưng mà kitta vatanuko panti Dhammacakkika thì, nhưng mà bạch Thế Tôn, pháp sư là sao ạ? Pháp sư là như thế nào ạ? Pháp sư là sao ạ? Còn là tiếng Việt mình mất đi cái câu đó nha. Thế nào là định nghĩa, thế nào là pháp sư, mình định nghĩa Thế Tôn, thì Đức Phật thì mới dạy thế này: người mà thuyết pháp phải là người trình bày được cái giáo lý duyên khởi, dù nói về đề tài nào đi nữa.
dầu nói về đề tài nào đi nữa, ví dụ như bây giờ mình nói về thiện, mình cũng khuyên người ta bố thí nha, làm theo phước nha, nghe pháp phục vụ nha, à, nhưng mà mình vẫn không quên nhắc cho họ biết rằng việc thiện nó cũng là nhân sanh tử, có điều là sanh tử ở cõi sướng. Nhưng mà nhớ giùm nha, là làm lành làm thiện là cầu quả giải thoát, khi nào đủ duyên ba la mật thì chính ha. Và trong khi mà chờ đợi đó thì mình cũng tương đối là sung sướng, dễ chịu hơn là cái người không làm thiện. Nhưng mà phải nhớ là làm thiện nó chỉ là cái vé để đi vào cõi vui, cõi lầm, à, mà vào trong đó hết tuổi thọ rồi thì cũng là bất định, cuộc trầm lưng đầy bất trắc nha. Rồi khi nói về cái ác rồi, nhớ nha, đừng có làm này nha, đừng có làm cái kia nha, bởi vì đây là con đường sanh tử nha, thì lại tiếp tục nói về duyên khởi nữa. Phải có khả năng trình bày về giáo lý duyên khởi thì mới được gọi là pháp sư nha. Còn nếu mà cứ nói lan man mà giảng tôi cho pháp sư được nói xa ta, không nói kỹ chỗ này, không được nói rõ, tức là có trường hợp mình thấy tất cả kinh điển đều được giải thích từ góc độ xã hội, tức là kinh nào đi nữa là có vị tôi chỉ nghe giảng toàn về xã hội không. Ví dụ tôi nghe này mà tôi thấy là trái tim tôi nó tan nát này, vị đó giảng về thất giác chi, vị đó giảng về bắt chánh đạo, vị đó giảng về ngũ căn ngũ lực, vị đó giảng thế này, đức tin làm sao, tức là mình phải, nếu mình tu thì mình phải có niềm tin vào Phật, mình biết Phật nói đúng, mình phải có tin chánh pháp là đúng mình mới tu. Rồi sống trong xã hội là mình phải có niềm tin vào cái chính sách, lập trường, chủ trương, quan điểm của nhà nước, rồi mình mới thực thi áp dụng cái chính sách đường lối đó. Mình phải có niềm tin trong thân, mình bất mãn rồi mình manh động, như vậy là không có được. Như vậy thì cái tính ở đây đó, à, nó là áp dụng cả trong đời ngoài đạo, trong đạo ngoài đời luôn đó. Còn tánh ở đây làm sao, tánh đây là mấy các con phải là siêng đi chùa, siêng cúng dường, à, siêng phục vụ nha. Rồi ngoài xã hội thì các con phải siêng năng thực hiện cả cái chủ trương chính sách của nhà nước, chứ các con không có thể nào mà không có chịu đọc báo, không theo dõi đài báo truyền thanh, truyền hình, truyền thông nha. Rồi thì coi như là không có tham gia cộng tác, hợp tác. Tôi nghe cả buổi mà tôi không biết cái đạo giải thoát nó nằm ở chỗ nào, mà tôi nghe toàn là khía cạnh xã hội thôi nha. Trong khi ở đây Đức Phật Ngài giải thích cái này, cái chữ pháp sư mà theo định nghĩa rốt ráo của Ngài đó, phải là cái người mà có khả năng trình bày về giáo lý duyên khởi ở mọi không gian, ở mọi thời gian, mọi nơi, mọi lúc. Cứ là nói cái gì thì cũng phải nhắc cho người ta nhớ, nè, đây là ác nha, đây là bất thiện nha, đây là con đường đi xuống nha. Rồi đây là việc thiện nên làm nha, nhưng mà cũng đừng có quên, thiện là nó chỉ đưa mình lên cõi vui. Nếu nó không phải là cái duyên vô lậu mai này đó, thì nó chỉ là cái tấm vé để mà đi lên nóc nhà đang cháy đây. Cái nhà đang cháy thì bây giờ mình tạm thời mình leo lên nóc đó. Còn cái người làm thiện thì coi như đang chung với sàn, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi, nhưng mà cả hai đều đang có mặt trong cái ngôi nhà đang cháy, tam giới như hỏa trần nha. Mà thậm chí nó có cái điểm này nè, ở trong cái bộ Attosalini. Attosalini là chú giải bộ Đàm ấy. Đầu tiên ghi rằng một pháp sư đúng nghĩa thì không thể không biết A Tỳ Đàm. Tối thiểu ở mức căn bản. Căn bản là sao? Là biết rõ 12 hạng người, 31 cõi, rồi cái tiến trình sinh diệt của danh sắc, và sao nữa, mỗi tâm
có bao nhiêu tâm sở, mỗi tâm sở đi được với bao nhiêu tâm. À, nghiệp nào dẫn sanh cõi nào, rồi mỗi cõi có thể có bao nhiêu hạng chúng sinh. Đó, đã 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 rồi chưa hết. Đó là trong tạng trong cái bộ chú giải của Phật Asalini. Còn ở trong luật tạng ấy thì quy định rằng muốn phải ghi như dạy con nít vậy đó, muốn làm thầy tế độ cho ai xuất gia thì tối thiểu phải biết khái niệm về bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dễ sợ chưa? Chứ làm thầy hòa thượng mà mù tịch, người ta hỏi cái tâm sở là sao mà cứ hoặc là nói là thầy đó thầy cũng không thích cái môn này lắm con, thầy không thích, cho nên thầy chủ trương là mình cứ giữ giới thôi, rồi cứ ngồi niệm Phật vậy thôi, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô. Chứ còn ba cái này, thậm chí tôi còn nghe một chuyện còn tan thương, nó là có những vị nói rằng cái này là Phật dạy trên cõi trời á, Ca Tỳ Đàm là Phật dạy cho chư thiên, chứ không phải dạy cho loài người mình đâu. Cho nên mình học cái này là mình học là mình uống lộn thuốc rồi, mua lộn hàng rồi nha. Không phải, cái này là dạy cho chư thiên, mình nói vậy đó. Mà trong khi đó nếu mình học kỹ mình thấy không phải như vậy nha. Cho nên bắt buộc là phải biết cái này, bắt buộc là phải biết Ca Tỳ Đàm ở cái mức khái niệm. Thì ở đây Đức Phật định nghĩa trong chỗ này thì nãy giờ tôi đưa ra một loạt định nghĩa ha, là ở trong Atasalini nếu pháp sư là phải biết trình bày về cái A Tỳ Đàm tối thiểu là mức căn bản. Còn trong chỗ này thì Đức Phật giải pháp sư phải là cái người mà có cái khả năng trình bày về cái giáo lý duyên khởi, dù đang nói về đề tài nào tất cả đều dẫn về giáo lý duyên khởi hết. Và tôi dĩ nhiên cái này là lời Phật thì tôi không có dám ý kiến, nhưng mà tôi chỉ nói ý của tôi thôi. Tôi tuyệt đối đồng ý cái bài kinh này, cái suy nghĩ này. Bởi vì giảng gì thì giảng cũng phải nhắc cho Phật tử nhớ ba chuyện. Chuyện thứ nhất, anh chị hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì anh chị đang nói, đang làm và đang suy nghĩ. Điều thứ hai, anh chị làm ơn nhớ giùm cái gì nó cũng do duyên mà có, và nó đã có rồi thì nó phải vô thường. Điều thứ ba, anh chị phải nhớ rằng hãy anh chị còn là phàm thì mọi nỗ lực của anh chị dù thiện hay ác nha, thì nó đều là cái con đường sanh tử hết. Thì tôi hồi nãy tôi nói con rung với người tưởng là tôi đang nói lạc đề không phải, tôi đang nói cái chuyện một cô Phật tử ở đây. Thì mình mong mỏi có một cái vị pháp sư như vậy thì bản thân mình nói theo trong nước là có cung mới có cầu, mà có cầu mới có cung. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có nhu cầu gì đó thì người ta mới cung cấp cho mình chứ, và có người cung cấp thì người ta mới thấy ra cái nhu cầu đó chứ. Thì nếu mà có những vị mà họ có thể trình bày cho mình nghe về giáo lý duyên khởi thì bản thân mình cũng phải là người có nhu cầu. Chứ những cái cô Phật tử hồi nãy tôi nói là hỡi ơi, năm nay cũng đi chùa biết mấy chục năm rồi, già bạc trắng rồi, tóc bạc trắng, mà trong khi đó bây giờ cổ vẫn chưa biết là cổ phải học đạo, là học cái gì cũng không biết, cũng không biết. Nay thì thầy này mai thì nghe qua thấy hay đúng, mình học mình tu phải có nhiều thầy đúng, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình biết rõ mình phải học cái gì. Đằng này không, bây giờ học đạo bao nhiêu năm mà bây giờ không biết cái giáo lý duyên khởi là cái gì. À, nhưng tôi nhớ hồi sáng mà tôi có hỏi nhẹ có một câu, tôi hỏi một cách rất là dễ thương, tôi nói là nên dành thời giờ coi thêm kinh sách, cô có thường đọc sách gì hay không, như là sách như cái tôi là gợi ý, như mấy cái sách mà về
thiền quán hay là về á tỳ đàm vậy đó. Còn nó bây giờ cũng bận lắm, cũng bây giờ cũng đọc, bây giờ cũng đang theo đuổi một cái vị sư phụ nào bên Mỹ mà bên Canada gì đó, là cái pháp môn gì này dễ hiểu lắm. À, còn nó bây giờ cái đây là pháp môn tu tắc. À, tu tắc có nghĩa là coi như là không có cần nhớ giáo lý gì hết, chỉ cần là treo cái ảnh thầy rồi mở YouTube ra rồi nghe giảng nghe xong đấy, nhìn nghĩa là cái tính tâm nó lên rồi. Ừ. Thì trường hợp như vậy đó, thì nếu mà mình là người nghe pháp, người nghe pháp cỡ nào thì thích hợp với pháp sư cỡ đó, và pháp sư cũng pháp sư cỡ nào thì nó thích hợp với thính giả cỡ đó. Tôi chưa bao giờ dám nhận chữ pháp sư hay là giảng sư. Tôi chỉ vào đây tôi chia sẻ với bà con mấy cái bài kinh. Nhưng mà dù sao nó cũng có người nói và người nghe. Thì tôi cũng chẳng biết là quý vị là cái cỡ nào, quý vị là cái cỡ nào nha. Cho nên tôi chỉ là sống trong mộng ảo thôi. Người ta là chứ pháp là thấy mặt, còn tôi không có thấy. À, tôi chỉ còn tôi tưởng tượng là may ra mấy cái đáp để hiểu vậy thôi. Thì cứ nhớ là điều quan trọng bài kinh này, Đức Phật ngày dạy một điều rất là quan trọng, đó là vị pháp sư phải là người có khả năng trình bày về giáo lý diệt khởi cho người khác, dầu là mình đang nói cái đề tài gì. Và hôm nay nếu bà con vào trong xem kinh Bổn Sanh Tất Cả Đa Cát, sẽ thấy một điều là sau mỗi câu chuyện thì Đức Thế Tôn kết thúc bằng một pháp thoại về bốn sự thật. Đó là ngày Minh Châu ngày dịch bốn sự thật, cái lúc đó mình hiểu là bốn đế. Nhớ nha, các vị nhớ nha, nhớ nha. Sau mỗi câu chuyện thì Đức Thế Tôn kết thúc, trong đó ngày Minh Châu cách sạch Đức Thế Tôn, ngày sạch chỉ là bậc đạo sư. Bậc đạo sư kết thúc bằng một pháp thoại về bốn sự thật. Có đúng vậy mà tôi nói vậy thôi, chứ tôi cũng mơ hồ cái trong rừng này có ai biết cái kinh Bổn Sanh hay không nữa. Có không ta, trong đây có ai đọc không? Tức là hôm nay chỉ có giọt mưa cuối mùa, đúng là cuối mùa thiệt đó. Chứ còn mấy cái người khác là hết là cái gì cũng giọt mưa cuối mùa. Còn mấy người khác là coi như là chắc là nó ngủ sạch hết rồi. Cái gì biết, tôi vào đó tôi giảng, tôi hy sinh ghê gớm đó. Bởi vì quý vị biết hiện giờ bên đây nó đang lạnh, nó lạnh mà giờ này không có gì nó sướng cho bằng. Còn ở trong cửa sổ, bên trong nhà ngó ra cửa sổ mà ngoài kia rồi nó lạnh xe sạch, nó sướng biết được bao nhiêu. Bây giờ đó là tôi nhắc lại, kinh Bổn Sanh ấy là cứ hết rồi câu chuyện ấy, thì sau khi mà vậy kết thúc câu chuyện thì Thế Tôn đã kết thúc cái câu chuyện đó bằng một thời giảng về bốn đế. Tức là người kể chuyện xong, người nói rằng các hành nay đã đi vào quá khứ, mọi chuyện mà ta vừa kể nó đã là dĩ vãng, nó đã là chuyện vô thường. Đó là ngày nói của cổ đế. Và cái dòng chảy và tất cả mọi hiện hữu nó đều đi ra từ cái thích. Ông vua trong câu chuyện nó không thích cái này, ông cái cô thiếu nữ trong câu chuyện cũng ghét cái kia, cũng thích cái nọ, ví dụ như vậy. Thì đó là tập đế. Và cái dòng sanh tử này nó chỉ được kết thúc khi nào cổ và tập không còn nữa, thì đó chính là diệt đế. Và để đạt đến diệt đế thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là sống theo cái tinh thần của Bát Chánh Đạo, đó chính là đạo đế. Thì cứ như vậy đó, cứ sau mỗi câu chuyện thì Thế Tôn lại kết thúc bằng một cái pháp thoại về bốn đế. Thì ở đây cũng vậy, vị pháp sư đúng nghĩa phải là người có khả năng trình bày về 12 duyên khởi mọi nơi mọi lúc, nghĩa là cần, lúc nào người ta cần đó thì phải có khả năng trình bày cho người ta. Đó là gọi là pháp sư đúng nghĩa theo cái định nghĩa của Đức Phật đó. Và rồi
bài kinh. Bài kinh tiếp theo là bài kinh lõa thể ha. Cái chữ lõa thể ở đây nó để chữ nó nghe nó kỳ, mà ở đây phải là thêm cái chữ tu sĩ nữa. Tu sĩ lõa thể, tiếng Bali kêu là Acilaka. Acilaka tức là bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn cái những cái vị tu sĩ mà kiểu này, tức là họ chủ trương là ăn nhiều mặc nhiều, nhu cầu vật chất càng nhiều, ăn mà mình nhìn mình lẫm xương sống luôn. Tôi có thấy trong internet là họ ăn kiểu này nè, họ lấy cái bàn tay họ bụm lại, vì tưởng tượng bàn tay mình bụm được bao nhiêu, họ bụm cái bàn tay lại. Rồi sữa tươi đó, có nhiều ông mà tu tà tà thì còn lo có lấy cái chén nhỏ nhỏ đựng, còn mấy cái ông mà tu ghê gớm đó là mấy ông là đã không mặc gì rồi, mà mấy ông cũng không có tô chén muỗng nĩa gì hết, coi như mấy ông coi như là sống gọi là thiên nhiên 100%. Mà ông mới lấy cái tay muốn bụm lên, mình cho sữa tươi đó, là mình rót vô cái vóc tay đó, thì nó ông siết chặt cái mấy ngón lại thì nó còn được bao nhiêu uống bao nhiêu. Rồi thức ăn bánh hay là cơm cà ri gì thí dụ như vậy đó, là ta cho là ông để trong cái bụm tay, cái bụm ăn, thì quý vị tưởng tượng bụm vậy nó đâu được nhiều, thì rồi nó thấy nó mỏi tay, nó ăn đâu được lâu đó. Coi như là phải nhìn nhận là cái này đó, thì dĩ nhiên cái đạo đó là nó phải chánh pháp, nhưng mà mình phải nhìn nhận nếu mà đúng là chân tu là cái đó chứ còn những cái đạo mà sướng quá thì người ta còn mượn đạo tạo đời giá áo túi cơm, chứ đúng là cái đạo lõa thể đó. Tôi mà trên chính trong kinh Đức Phật ngày không phải là tán thán, nhưng mà khi ngài nói về cái giáo pháp lõa thể, ngài cũng dùng những cái từ ngữ rất là đẹp, những lời có cánh. Thì cái ông này đó, ông tới hỏi y chang như là xem lại kinh chi ta. Tôi thử rồi quý vị còn nhớ kinh đó không? Đấy. Còn nhớ kinh đó hay không? Rồi, xem lại kinh Mô Lý Giả Phát Cú Na cũng trong lẩm này. Tức là cái ông lõa thể này hỏi Đức Phật kìa, chứ cái khổ này của mình á là do ai tạo ra? À, thì Đức Phật ngài mới nói là không ai tạo ra hết, không phải do mình tạo, mà cũng không có do người khác tạo. Bởi vì không có mình, cũng không có người khác, tất cả đều do duyên mà thành. Rồi ngài mới giảng 12 viên khởi cho ông nghe. Nhớ cái đó, không có mình cũng không có người khác. Còn nhớ cái buổi giảng hôm qua tôi có nói cái câu là không có ai chịu khổ mà chỉ có cái khổ mà thôi. Bởi vì bản thân sự có mặt của mình đó là đúng rồi, trúng. Cho tôi tò mò một chút, cái nguyên thủy Phật Pháp này là tăng ni hay là cư sĩ vậy? Cái tay này khác, cái tay mà nguyên thủy Pháp này mới tăng đi và cư sĩ khác. Học đạo phải học như vậy đó, học phải nhanh như vậy đó, phải nhanh như cái này. Mà mấy cái nhớ mấy cái mà tôi kêu là thần chú á, dầu là tôi để tiếng Bali hay là tiếng Việt mà nên chú ý mấy chỗ mà tôi nói cái này thần chú nè thì phải nhớ. Thì không có đau khổ, không có người nào đau khổ, chỉ có sự đau khổ. Chỉ có hành động chứ không có người hành động. Chỉ có sự viên tịch chứ không có ai viên tịch. Và chỉ có con đường đi, chỉ có sự đi chứ không có ai đi trong đó. Nhớ cái đó. Ví dụ hỏi Đức Phật như vậy, ông hỏi là chứ ai là người đã tạo ra cái khổ này, ai là người đã tạo ra hạnh phúc, ai là người đã tạo ra những nỗi khổ niềm đau. Thì vẫn nói không có ai tạo hết, mà tất cả là do duyên. Và hành giả quý Vipassana mà tu rốt ráo nha, phải thấy rốt ráo nha, sẽ thấy chỉ có khổ tồn tại, không còn thứ gì khác ngoài ra.
đó. Lúc đầu thì còn thấy là đi nha, ngồi nha, còn thấy danh nha, sắc nha, nhưng mà sẽ có một lúc mình cảm thấy còn khổ thôi, chỉ có thấy có cái khổ sanh, chỉ có thấy khổ sanh rồi cái khổ nó diệt đó, mà toàn bộ sự có mặt của mình. Chỉ là khổ thôi. Và cái người học A Tỳ Đà mới thấy cái này, học A Tỳ Đà mới thấy rằng mọi thứ đều là khổ đế hết. Trừ cái chi pháp của tập. Cho nên lúc đầu thì còn thấy là tôi đi, dở bước đạp, múc, rồi chạm môi, rồi cắn, rồi nhai, rồi nuốt. Nhưng mà từ từ đến một lúc sâu nào đó, một lúc mà 6 tháng, 8 tháng, 1 năm, 2 năm, thì hành giả sẽ không còn bận tâm với chuyện gì nữa hết. Hành giả chỉ thấy rằng là chỉ có khổ thôi, chứ cái khổ đang sanh, khổ nó đang diệt. Khi mà muốn đi đó, vì nó biết đây là tập, chỉ biết đây là tập đế thôi, tập đế. Rồi đang ngồi mà thấy nó sương sướng quá, thoải mái quá, biết đây là lạc thọ đây, mà lạc đó nó cũng là một loại khổ, cũng là khổ. Bởi vì các vị còn nhớ ba loại khổ không? Phải ôn lại. Khổ, khổ là sự có mặt của những gì khiến thân tâm ta khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến thân tâm ta dễ chịu. Tuần hành khổ là nói chung mọi sự hiện hữu duyên mà có. Đã có rồi phải nằm trong tam tướng. Đó, ba loại khổ không biết còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không? Ba loại khổ. Thì cái khổ khổ đó là cái sự có mặt chết rồi. Trời đất ơi, thương nhau mà lại bằng mười hại nhau. Khổ khổ là sự có mặt của những gì. Trời đất ơi, động trời thiệt. Thương nhau mà lại bằng mười hại nhau. Khổ khổ là sự có mặt của những gì mà khiến nè, khiến thân tâm ta khó chịu. Mà còn cái hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến thân tâm ta dễ chịu. Ví dụ như bây giờ mình nâng, đó là khổ khổ. Nóng nực quá là khổ khổ. Còn hoại khổ nghĩa là cái hoại nó đang ngon lành thì tự nhiên nó tắt, nó không làm việc nữa, thì cái đó cũng là cái khổ. Cái sự có mặt của đau khổ là đau khổ, đúng rồi. Mà cái sự vắng mặt của hạnh phúc nó cũng là một cái đau khổ. Mình đang gần nhau vui biết bao nhiêu, đùng một cái chia tay, đó là hoại khổ. Còn cái hạnh khổ là nói chung tất cả mọi hiện hữu, nói chung mọi hiện hữu, mọi sự có mặt, cái gì ở đời này cũng do nó phải lệ thuộc. Cái chữ lệ thuộc này nè, cái tính lệ thuộc và phù du chính là hành khổ. Đó, cái tính lệ thuộc. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần là mình muốn có một cái miếng khúc bánh mì để mình cầm lên tay mình ăn á, nó không có đơn giản như mình nghĩ. Mình nhiều người nó cứ tưởng là cứ có tiền là có khúc bánh mì, sai bét. Cứ nghĩ như vậy làm sao mà giác ngộ được. Cái chuyện như vậy mà của đâu phải là mình muốn mình có tiền cái là mình đâu phải là mình có tiền cái là mình có bánh mì đó, nó nói gì đâu có đúng. Là cái răng của mình bữa đó không có vấn đề, chứ cái hàm răng mình có vấn đề sao mình ăn đây. Rồi trong nhà mình á, cái gia đạo mình phải bình yên,
nghĩa là trong nhà bữa đó không có chuyện gì hết, thử bữa đó trong nhà gây gỗ đâm chém máu me gây án bạo lực tùm lum đó làm sao ăn nhé. Cho nên trong nhà bữa đó phải ok, bản thân mình phải ok. Đó, và cái tâm trạng mình nữa, những lúc mà mình đang là nổi cơn ghen hoặc là mình đang nổi dịch giận hờn người nào đó, làm sao mà mình bụng dạ nào mà thưởng thức được ổ bánh mì để. Muốn thưởng thức được ổ bánh mì là mình phải có một cái tâm trạng thích hợp như thế nào đó, rồi cái sức khỏe mình phải ra làm sao, chứ đâu phải hạng người nào trên đời này họ gặp ổ bánh mì họ cũng muốn ăn đâu nha. Nó đau muốn chết. À, rồi nó ngứa ngáy, nó nực nổi, nó khó chịu thì làm sao mà ăn được nha, nó khó lắm. Cho nên cái tính lệ thuộc nó dễ sợ lắm. Cho nên chỉ riêng một cái chuyện nhỏ xíu là ngồi nhai cái bánh mì không, nó mình tưởng là đơn giản, thật ra nó không đơn giản. Nó phải có tới 1 tỷ cái yếu tố, 1 tỷ cái nhân viên, 1 tỷ cái điều kiện nó mới có thể giúp cho mình ngồi yên mình ăn. Cái thử mình chưa kể là ngoài chuyện nhà mình ra nó còn có chuyện thiên hạ, động đất, thiên tai, núi lửa, chiến tranh, khủng bố thì làm sao mình ngồi ăn được nha. Có nghĩa là trời đất phải dành cho mình một cái không gian, một cái thời điểm cực kỳ thích hợp để mà mình hoàn tất cái sứ mệnh giải quyết dứt điểm cái ổ bánh mì trên tay. Nói ra nó dài dòng như vậy đó. Nhưng mà sự thật có như vậy. Tức là phải có một cái bối cảnh nào đó thật là thích hợp thì mình mới có thể giải quyết cho xong ổ bánh mì đó. Rồi mà cái chuyện mà mình đưa tay lên mình gãi, mình vén tóc. À, mình tưởng nó chỉ nó đơn giản, không có đơn giản đâu, nó cũng phải có 1 tỷ cái yếu tố nhân viên điều kiện thích hợp mình mới làm được chuyện đó nha. Không phải dễ, không phải là mình nói mình đưa tay lên mình vén cái tóc của mình, tóc của tôi, bàn tay của tôi muốn làm nào tôi làm sai. Quý vị đừng có bắt tôi phải giải thích 1 tỷ cái nhân viên đó là cái gì, quý vị lớn chị biết tức là nó phải làm sao đó mình nó có đủ điều kiện, cái tay bị kẹt kìa nè, là làm sao mình rút ra được để mà mình vén tóc. Nó có chuyện lạ lắm quý vị, lúc bình thường ấy mình không có ngứa, nhưng mà khi hai tay mình nó đang bận cái gì đó hoặc nó đang dơ tự nhiên nó ngứa. Mấy các vị có biết cái đó không, các vị có biết chuyện đó không? Tức là khi mà mình hai tay mình nó đang rảnh, nó đang quẩn á thì nó không có ngứa. Mà những lúc mà tôi đang làm cái gì thì như là hôm sáng hôm qua mà hai tay tôi dơ, bởi vì tôi đang trộn đất để tôi vô đất trong cái chậu trồng cây ớt á, thì khi mà hai tay của tôi nó dơ rồi đó, lúc nó bắt đầu nó mới lại nảy sinh nhu cầu. Cái chuyện đời nó lạ như vậy. Mỗi lúc tôi bực, tôi nói tại sao trước không gãi, sao không gãi mà đợi ngay lúc này nè lại ngứa là sao vậy? Đời nó như vậy đó. Yeah. Cũng giống như cái chỗ nào của mình mà bị sưng, bị vết thương thì nó cứ đè cho nó mà nó cứ đụng hoài à. Mà trong khi nó bình thường á, ví dụ cái ngón chân cái của mình bình thường thì nó có ngon, nó đụng hay không, nó đợi cái lúc mà mình bị sưng á, bị đứt, bị chảy máu, bị phỏng lửa thì cái nhầm ngay cái chỗ đó mà nó cứ va chạm. Thực ra mỗi khi nó có nhưng mà mình không có để ý nha, mình không để ý, nhưng mà tới lúc mà nó có chuyện rồi mình mới để ý. Mà tất cả những điều tôi nói nãy giờ không phải là tôi nói tào lao, không phải tôi nói vô ích, mà tôi chỉ minh họa cho cái gọi là cái bản chất lệ thuộc của đời sống. Chúng ta muốn có được một nụ cười cũng phải nhờ đến vô số nhân viên, mà muốn có được một giọt nước mắt cũng phải có vô số nhân viên, thì đó được gọi là cái sự tiếp nối của các duyên làm nên đời sống này. Ok, bây giờ thì đã là 8:20 phải nghỉ thôi nha. Bây giờ hẹn lại bà con là ngày thứ 7 và nhắc giùm. Bữa nay tôi chưa giảng cái được kinh nên tại sáng tôi quên nhớ nha. Viết ra gác có lúc mang nghĩa là ly tham, có lúc mang nghĩa là nhạt nhòa, là mong manh. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cảm ơn bà con bạn.